Chào anh em nhé, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh Bắc Giang nhé. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm tối hôm nay, xin giới thiệu với lại anh em trong hội chim đêm, các bác đam mê chim bẫy chim hú nhá. Đó là lưới bẫy chim đêm nhá, lưới mắt 5 phân cho anh em bẫy chim loài nhỏ như là con kình kịch, con ốc cao, con mắt đỏ nhé, tức là con chim loại nhỏ. Và là lưới này là lưới mắt 5 phân nhé, mắt 5 phân. Và tay lưới này thì là ở bên shop đã đặt được bên cơ sở làm lưới nhuộm đen cho luôn nhé, nhuộm đen. Là nhuộm đen luôn này. Một cái tay lưới này là chiều dài của nó là đạt hơn 80 m nhá, hơn 80 m. Hơn 80 m tay lưới nguyên đấy nhá. Lưới này gọi là lưới mắt 5. Đây. Gọi là này. Đấy nhá. Lưới này là lưới mắt 5 phân. Sợi cước là sợi cước 16 nhá, sợi cước 16. Không quá thô và không quá mảnh, phù hợp cho bắt những loài chim nhỏ. Thế một số các bác còn gọi cái lưới này là gọi là lưới đa năng. Có nghĩa là bắt tất cả các loài chim, con nào vào cũng dính. Con nhỏ thì vào là dính chắc rồi. Con to thì không thể lọt được, nhưng mà con to thì sẽ quấn nhiều, nó rối nhiều. Thì lúc gỡ là nó hơi khó, nó hơi nâu nhá. Cái này là mắt 5 ấy, có nghĩa là khi các bác kéo bẹt nó ra ấy, kéo bẹt cái góc ra này, nó đạt 5 phân thì gọi là mắt 5 nhá. Đấy. Cái này là đã nhuộm màu đen, đã nhuộm màu đen. Và cái loại này ấy là nó cao là nó có 120 mắt nhá, 120 mắt. Nó được chia làm 5 giường 4 túi nhá, 5 giường 4 túi. 5 giường 4 túi cho bác nhá. Đây này. Đây là cái đầu này là người ta buộc sẵn để thò ra ngoài này. 5 dây giường. Và dây giường nhé, các bác lưu ý kỹ nhá. Dây giường là toàn bộ bằng cước đặc. Loại cước này là cước 10 nhé, cước đặc nhé. Đấy, dây giường toàn bộ cước đặc. Cước này là cước 80 hoặc là cước 10 đấy. Nhuộm này nhìn nó nhỉnh nhỉnh hơn. 5 giường này, 2 này, 4 này. 5 dây giường thì sẽ căng lên tạo thành 4 cái túi. Và cái dây cước nhỏ này là cái dây cước thắt chống xô ở cái giường trên cùng nhá. Các bác lưu ý này, khi bẫy chim đêm ấy thì mình chỉ cần thắt chống xô, chống gió xô ở giường trên cùng thôi nhá. Giường trên cùng thôi. Còn nếu mà thắt cả giường dưới nữa thì khi chim nó vào ấy là cái lưới nó không có xô được, là nó không có độ quấn, nó không có độ bén mạnh nhá. Đấy, chỉ cần thắt chống xô giường trên thôi để chống gió xô lưới lại một chỗ thôi nhá. 5 giường 4 túi, chiều dài của nó là hơn 80 m nhá. Đấy, chiều cao là 120 mét, nó là 6 mét đấy nhé, chia làm 5 giường 4 túi. Đây. Và đã nhuộm sẵn màu đen nhé các bác nhé, đã nhuộm sẵn màu đen. Đấy, đã nhuộm sẵn màu đen này. Đấy các bác nhé. Đây tay lưới mắt 5 nhé, giới thiệu cho các bác lưới mắt 5 dành cho anh em chuyên đánh chim đêm, những loài chim nhỏ nhé. Cái này là sợi là vừa tầm, nó không thô quá mà nó không mảnh quá. Năm ngoái thì là sợi mảnh quá thì nó hơi kém, nó dễ bị đứt. Còn sợi năm nay thì hoàn toàn yên tâm nhé. Đây, đây là một cái treo nguyên này. Đấy. Và cái này các bác lưu ý này, là đã luồn sẵn hết cả dây giường vào rồi, luồn sẵn dây giường rồi, thắt chống xô rồi. Nhưng mà chưa khoang thắt cọc nhé, chưa khoang thắt cọc thôi. Thì các bác về các bác sẽ chia khoang thắt cọc cho nó. Đấy, công việc đấy thì cũng đơn giản thôi. Mọi thông tin thì các bác vui lòng liên hệ với lại shop theo các số điện thoại này nhé. Các bác lưu ý này, trước khi mua hàng thì xem kỹ cái video này, nó là xem là cái lưới này nó như thế nào. Có nghĩa là nó là sợi cước phi 10, cước 16 ấy. Mắt nó là mắt 5 phân nhé, mắt 5 phân. Và nó được làm thành 5 giường 4 túi nhé, làm thành 5 giường 4 túi. Đấy. Thì cái sợi cước cái tay lưới này nhé, số bán hàng thì luôn luôn là ship COD toàn quốc. Các bác có nhu cầu mua hàng thì mua đồng liên hệ trực tiếp với lại shop nhá. Alo theo số điện thoại này. Đây. Đây, các bác này nhìn lưới rất là đẹp nhá, lưới rất là đẹp, đã thắt chống xô rồi. Cái này là đặt toàn bộ dây giường là bằng dây cước đặc, hình như là có đầu một tay hai tay ấy, là nó còn cái dây này này là còn sót cái dây trên cùng. Dây trên cùng của dây chống xô ấy là lẫn cái dây cước xe này đây. Nhưng mà chủ yếu là dây cước đặc hết nhé. Đây là độ bền là cao. Cái này thì anh em đánh rất là ưng rồi nhé. Một số các bác
chơi văn nghệ thì là sẽ mua cái này thôi, gọi là lưới đa năng. Còn các bác mà đánh chuyên nghiệp ấy thì mua cái này là đánh cho những chim chim mắt đỏ, chim ốc cao, chim dễ run nhá, nhỏ. Thế còn các bác mà đánh văn nghệ thì cứ mua cái lưới này về là gọi là đa năng, con nào cũng bắt hết nhá, to nhỏ bắt được hết. Đây các bác nha, lưới bẫy chim ban đêm, mắt năm phân, đá nhuộm màu đen nhá, 5 giường 4 túi, có nghĩa là chia là 5 dây giường, và khi các bác căng lên thì sẽ tạo thành 4 túi, chiều dài là hơn 80 m, sợi cước là sợi cước 16, nói chung là đạt tiêu chuẩn độ cứng độ dai, các bác không phải suy nghĩ nhá, không quá mủn mà không quá thô đâu. Khi các bác mà nhuộm đen được như này rồi thì là đánh rất là tốt, tại vì những con chim nó chủ yếu là nó mắc về phần buổi sáng nhiều, nó buổi sáng nào nhiều mà lưới đen này là nó mờ, nó không có bị chậm lưới, và hiệu quả nó cao hơn nhé. Thì cái này là lô hàng lưới đen này thì đã nhuộm sẵn cho các bác được rồi nhé. Đây, hàng thì có như nào giới thiệu như vậy, các bác cứ xem video cho các bác đặt hàng, hàng về tới tận nhà các bác bóc hàng ra xem và kiểm tra đúng như thế này thì các bác nhận hàng và thanh toán tiền trực tiếp với người giao hàng thôi. Hàng có sao thì shop giới thiệu như vậy nhé. Đây, cơ bản là lưới đặt hết. Đây cũng có lẫn một hai tay là cái dây trên cùng ấy, dây trên cùng mà có thắt chống xô này, có sợi cước thắt chống xô này, nó làm bằng dây cước xe. Thế còn lại toàn bộ là cước đặt nhá. Đấy, thì có một hai tay, các bác nào nhận được tay đấy thì là tôi đã bảo trước rồi nhá, chứ không phải là không nói trước. Đấy, hàng có như nào thì nói như vậy. Đấy, nhà lưới bẫy chim đêm, nhà lưới chim đêm. Đấy, các bác nha. Rồi, các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại của shop nhá. Cái lưới này là lưới tay dài hơn 80 m, giá thành của nó là 600.000 các bác nhé. Cho các bác nắm được giá luôn, 600.000 cho một cái tay lưới này, đã bao gồm cả cước phí chuyển phát nhanh ở tận nhà cho các bác xem hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. 600.000 cho một cái tay lưới mắt 5, dài hơn 80 m, đã nhuộm sẵn màu đen, dây giường là dây giường cước đặc. Những cái điểm cơ bản nhất là như vậy nhé, các bác chú ý nhé. Nói chung là tôi cũng có nghiên cứu rất là kỹ, nhập cái lưới nào về là ưu điểm nhất cho anh em chơi. Ví dụ như là dây giường cước xe là chơi không tốt bằng cước đặc rồi, phải đặt dây giường cước đặc này. Sợi cước là sợi cước 16 nó sẽ ok hơn, còn sợi quá mảnh 13, 14 là nó mảnh quá nhá, không chơi được. Và cái loại này là làm 5 giường 4 túi là hợp lý nhất các bác nhé. Tại vì nó bẫy được rất nhiều loại rẽ, từ rẽ hoa, rẽ hồng đến rẽ đen. Thế còn nếu mà các bác làm 4 giường 3 túi thì một số những loại rẽ khác nó lại không phù hợp. Chứ còn làm 5 giường 4 túi này là nó phù hợp nhất. Cái này mà anh em chơi văn nghệ thì cứ gọi là lưới đa năng nhá. Anh em chơi văn nghệ gọi là lưới đa năng. Bắt tất cả các loại chim to, chim nhỏ, chim nào là vào dính hết nhá. Từ xe sẻ tới cuốc đến chích nhá. Đấy. Các bác mua hàng alo trực tiếp sẽ gặp được nhân viên tư vấn bên tổ bán hàng của shop nhá. Hàng ship sale đây. Rồi, xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video sau. Cảm ơn các bác đã ủng hộ shop trong thời gian qua nhá.